nắng trời, sáng nắng, chiều mưa, dặn fan là vậy mà vẫn chưa like video cho mình. Theo nguyện vọng của 1001 fan thì chị chỉ chiều nốt lần này nữa thôi nhé. Giờ thì like rồi khám phá xem cùng là Ngân Hà nhưng hai tiktoker này có gì khác nhau nào. Câu 1, đây là ai? Cho bạn nào nhận ra chị Hà Chuối nhé. Ý lộn, chị Hà Môi chứ. Người đẹp như này mà không nhận ra thì phí bao nhiêu công đu idol đấy. Đậm nát lang thang cuối trời, ngày tàn anh chơi với cuộc đời. Giờ thì đã chia ly ta mãi không còn bên nhau. Và người đó ra đi không biết phải tìm nơi đâu. Ấy thế không có nghĩa là sự khoan ta phải. Câu 2, ai có tên thật là Ngân Hà? Có những bạn đu idol 10 năm có lẽ mới trả lời được câu này thôi. Chỉ có chị Hà Môi tên là Ngân Hà thôi. Còn chị Hà Chuối tên là Ngọc Hà cơ. Câu 3, ai là người nhiều tuổi hơn nhỉ? Thấy có bạn trả lời sai rồi đó nha. Có 4, chị Hà nào có dính đến drama của Trương Nguyên? Môi rồi, drama đó càng như dây đàn cơ mà. Khổ thân chị bé của tôi, khóc hết nước mắt luôn á. Câu 5, thế ai là người vừa chia tay gần đây? Vài tháng được Giang Cư Mận đẩy thuyền nhiệt tình, thế mà thuyền này lại chỉ mất. Chúng tôi chia tay rồi, em chỉ mang em thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì khi mà ở trong đường quan hệ sang nhánh em thì người ta còn cái sự kiểu như là còn cái sự mà đôi sẽ không dễ làm tổn thương nhau làm nhiều, đúng không? Chẳng giữ được trái tim của anh. Câu 6, nhìn kỹ xem có mấy hình chị Hà Môi trong hình này. Của cú vợ nha. Cơ mà phải công nhận bà đẹp thật đó, đẹp không góc chết luôn. Câu 7, chị Hà Môi đang đu trên nhạc nào đây?
biết idol mà, ác thế chứ. Chị Ngọc Kem bị đồn là cạch mặt với Hà Môi, nhưng hai chị ấy vẫn thân thiết chứ có nghỉ chơi miếng nào đâu chứ. Câu 9, năm 2023 vừa rồi, chị Hà Môi đã báo hiếu gì cho bố mẹ? Chắc có lẽ là năm thành công của chị Hà khi đã tích đủ tiền sửa lại ngôi nhà cho bố mẹ, đã thế còn sắm sửa nội thất và đồ dùng trong nhà. Có cô con gái đáng đồng tiền bát gạo quá mà. Câu 10, ai từng có quá khứ dính nhiều drama? Có lẽ đáp án nghiêng về Hà Chuối nhiều hơn rồi. Chị ấy cứ vài ngày lại có một drama, mà công nhận chị ấy mạnh mẽ thật ha. Bị cộng đồng mạng làm cho lung lay hay khóc nhè như chị Hà Môi. Theo anh về anh tổn thương, trái tim nhỏ nhoi em trăm lần. Đừng xin lỗi để anh có thể cảm thấy yên lòng. Đừng nữa rồi để em cô đơn trong chính căn phòng. Đừng quay lưng để em một mình với nỗi đau này. Đừng buông tay vì xa chốn này. Câu 11, chị Hà Môi đang đu chen ở đâu đấy? Chị tìm cả một từ xa mới cao. Người đứng từ xa trời.